Sự thật chưa được khám phá về bia, bia được xem là một trong những thức uống nổi tiếng thế giới, thế nhưng có rất nhiều điều người ta còn chưa biết về nó, một bia và râu, những bộ râu rậm rạp có thể làm cho việc uống bia trở nên khó khăn. Tuy nhiên, nó cũng có thể sản xuất hẳn một loại bia để uống. Một bậc thầy nấu bia ở bang Oregon, Mỹ, đã phát hiện ra cách chế biến bia từ một loại men làm từ chính bộ râu của ông. Điều này nghe có vẻ đáng sợ nhưng đây lại là một cách rất hiệu quả để tạo men bia. Trên thực tế, quá trình lên men được thực hiện từ các tạo vật thiên nhiên phân hủy, vì thế làm men bia từ râu người cũng không phải là điều quá khó hiểu, ngoại trừ việc nguyên liệu đặc biệt này khiến người ta sợ nhiều hơn. 2. Bọt bia Rất nhiều bầm chuyên nghiệp không hề thích bọt bia trên cốc, nó làm họ khó uống bia, và trông có vẻ không ngon mắt. Tuy nhiên, bọt bia lại là một phần vô cùng quan trọng của bia, được hình thành từ một phản ứng carbon dioxide phức tạp và là một phần quan trọng để đoán định chất lượng của bia. Có rất nhiều loại bia đen, ví dụ như Guinness, nổi tiếng bởi lớp bọt bia rực rỡ trong mỗi cốc được trót ra. Một cốc bia không có bọt chứng tỏ đó là một loại bia nhạt nhẽo và thậm chí bị đắng. 3. Cần sa và bia. Ít ai biết rằng cần sa và bia thực ra có mối quan hệ khá gần. Chất tạo hương vị chủ yếu trong bia, hoa bia, là một thành viên của họ thực vật cannabis đây cũng chính là họ của cây cần sa, dù các loài thực vật cùng họ thường có rất nhiều các đặc tính ghen chung được cho là không hoàn toàn giống nhau, người ta vẫn đang thực hiện các nghiên cứu để so sánh chất tạo ra giữa hai quá trình nấu bia và quá trình chế biến cần sa. 4. Bia từ động vật chết, hẳn mọi người đều tin rằng thuật nhồi xác chẳng thể nào liên quan tới bia. Trên thực tế, một công ty làm bia của anh, Breddock, sẽ khiến bạn ngạc nhiên với sản phẩm mới ra mắt năm 2011, được cho là loại bia mạnh nhất thế giới với nồng độ cồn lên tới 55, loại đồ uống này được đặt tên kết thúc của lịch sử, làm từ xác chết động vật thực sự. Mẫu mã của chai bia cũng hết sức ấn tượng với vỏ bọc bên ngoài là xác một con chuột hương lông trắng hoặc một con sóc, miệng chai được thò ra từ chính miệng của những loài động vật đã chết này. Năm loại bia uống được lâu đời nhất thế giới, những công thức của loại bia cổ đại thực sự rất khó tìm. Vào năm 2010 một xác tàu từ thế kỷ 19 đã được tìm thấy gần Phần Lan, mang theo một kho báu bí mật, loại bia uống được lâu đời nhất thế giới, được bảo quản dưới vực thẳm có nhiệt độ thấp, chai bia được tìm thấy mang vị cháy và chua của axit. Phần còn lại của chai bia được mang đi gây men. Và hương vị thật sự của nó được cho là dễ chịu hơn rất nhiều, hiện tại, năm chai bia tìm thấy trên con tàu đắm đang được nghiên cứu tại Phần Lan để có thể xác định công thức chính xác mà con người ở thế kỷ 19 đã sử dụng. Các nhà nghiên cứu còn nói rằng họ sẽ sản xuất một loại bia tương tự với tên gọi bia tàu đắm. 6. Michael Jackson và bia. Michael Jackson ở đây không phải là ông hoàng nhạc pop, mà chính là British Michael Jackson, 1942-2007, học giả về bia và là chuyên gia lỗi lạc trong lĩnh vực đồ uống, người đàn ông râu quai nón trong hình. Được coi là người sang bia, Jackson là một nhà văn Nhà báo đã đưa bia thoát khỏi sự khinh miệt vào cuối những năm 1970, thời kỳ này bia được coi là thức uống rẻ tiền dành cho người nghèo. Giác Sơn luôn cho rằng bia chính là một phần quan trọng trong văn hóa, đó là lý do ông luôn viết về các loại bia trong bối cảnh lịch sử của nó. Ông cũng phổ biến ý tưởng phân loại bia theo cách riêng. Nếu không có ông, thế giới của bia có lẽ sẽ khác và vô cùng tẻ nhạt. Những người hâm mộ bia trên toàn thế giới đã nhận ra điều này và dành cho ông rất nhiều giải thưởng cũng như sự biết ơn. 7. Nước và bia, nước hầu như không có vị, nhưng thực tế nó là nhân tố vô cùng quan trọng tạo nên mùi vị của bia. Thành phần chủ yếu của bia là nước, không có bất cứ công thức hay thành phần nào có thể tạo nên vị ngon của bia nếu chất lượng nước thấp qua quá trình phát triển, nhiều nhà máy bia đã chọn địa điểm sản xuất độc quyền bởi chính chất lượng nước tại nơi đó. Độ tinh khiết là yếu tố quyết định nhiều người đã gặp thất bại khi nấu bia tại nhà vì họ sử dụng nước máy được khử bằng clo. Ngoài ra, mỗi nguồn nước khác nhau đem đến mùi vị và chất lượng riêng biệt cho bia. Nhiều người cho rằng nguồn nước tốt nhất để sản xuất bia trên thế giới được lấy từ những dãy núi ở Ireland. Đó chính là nguồn nước được dùng để làm loại bia danh tiếng Guinness. Hãy nếm thử nó khi bạn có thể. 8 Kim tự tháp và bia, khi kim tự tháp Giza được xây dựng, các công nhân được trả công hoàn toàn bằng bia. Họ được uống bia cùng với ba bữa ăn một ngày để có thêm sức khỏe làm việc. Người Ai Cập xưa tin rằng bia là nguồn gốc cho sự hưng phấn và cũng là phần thưởng cho ngày lao động vất vả của người công nhân. Trên thực tế, có ý kiến cho rằng nếu không có bia, công trình kim tự tháp hoành tráng như Giza khó thể hoàn thành. 9. loại bia tốt nhất thế giới cho đến nay, loại bia được ca ngợi nhiều nhất về hương vị là Weverland 12 với nồng độ cùng 10.2%. Loại bia này được sản xuất từ năm 1940, Weverland 12 là một loại bia đen tinh lọc, có vị như chocolate và được mệnh danh là loại bia bất khả chiến bại trong các loại bia. Loại bia nổi tiếng này dễ dàng được nhận diện bởi nắp vàng đặc trưng. Trước đây, nó là loại bia chỉ bán trong các tu viện ở vùng nông thôn hẻo lánh nước Bỉ, và người làm ra nó là các thầy tu. Người mua loại bia này phải đậu ô tô dài hàng dặm để đứng chờ mua. Tuy nhiên, các thầy tu có vẻ như rất hiểu về sức mạnh của sản phẩm này và quyết định kiếm lời từ nó khi cần thiết. Vào năm 2012, khi họ cần sửa lại mái của tu viện, wafersland 12 được xuất khẩu tới rất nhiều các quốc gia với giá khoảng từ 75 đô đến 85 đô cho một hộp 6 chai và hai cốc thử. Và số bia này đã được bán hết trong vòng vài phút.